Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em Thi đi review một lô đất nền thổ cư ngay tại Nha Trang nha quý anh chị, ngay tại thành phố Nha Trang luôn, cách trung tâm chỉ tầm khoảng 5 cây số thôi. Đó, 5 cây số thôi, có một cái lô đất em thấy giá cũng rất là tốt so với khu vực nha. Quý anh chị có thể mua để xây nhà hoặc là mua để mà làm tích trữ tài sản nha, đầu tư trung đến dài hạn. Lô này giá em thấy rất là ok so với khu vực. Hiện tại là em Thi đang có mặt tại xã Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Nha Trang để mà review cho quý anh chị một cái lô sản phẩm đất nền thổ cư full thổ nha quý anh chị, rất là đẹp, bán kính 500m là đầy đủ các cái tiện ích luôn đó. Nhưng mà trước khi mà đi vào thông tin chi tiết lô đất á, thì quý anh chị nhớ cho em Thi xin một like với lại một đăng ký, coi như đó là cái động lực mà để em Thi đi quay thường xuyên hơn ha. Em Thi cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn. Rồi, đây là cái lô đất mà em muốn giới thiệu đến quý anh cô chú anh chị đầu tư. Lô này để em lui ra xem một chút, anh chị thấy được hình dung nó rõ hơn. Hiện tại là em đang ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang quý anh chị. Vĩnh Thạnh á thì nó cách Nha Trang chỉ tầm khoảng 5 cây số thôi, rất là gần. Đó, đi xuống biển thì tầm khoảng 5 đến 6 cây, cũng rất là gần nha. Đó, đây, trước mặt quý anh chị là cái lô đất đây nè. Đó, từ cái trụ điện này nè, đổ qua 5 mét nha quý anh chị. Cái lô này á là tổng diện tích của nó là 122 mét nha quý anh chị. 122 mét và đất rất là vuông vắn nha. Mặt tiền của nó là rộng 5,04 và nở hậu là 5,06 nha quý anh chị. Đó. 122 mét thì tính ra là nó rơi vào tầm khoảng dài là tầm khoảng 23-24 mét đó. Đó. Dài nó tầm khoảng 23-24 mét, nó dài đây sâu á. Đó, thì cái lô này rất là vuông. Đất rất là vuông vức nha anh chị, đất nền full thổ cư. Lô này là sổ hồng riêng. Đất full thổ cư, 100% đất ở nha quý anh chị. Đó. Rất là phù hợp để mà xây nhà hoặc là an cư lạc nghiệp hoặc là đầu tư tài sản. Lô này em thấy giá rất là tốt. Hiện tại là chủ đang mong muốn bán với giá là 1 tỷ 550 triệu. Tính ra là nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu 7 một mét. Đó, thì theo em thấy á, theo em đánh giá thì cái giá này là giá cũng khá là tốt so với khu vực này nha quý anh chị. Chưa tính là ví dụ như quý anh chị mà mình có ưng ý, mình có thích thì mình có thể thương lượng xuống một xíu thì mình đầu tư vẫn là rất là ok. Cái lô này mà hiện tại là đất trống và trên đất thì cũng khá là tùm cây cối. Thì nếu như mà quý anh chị nào mà mua bên em á, thì em Thi sẽ dọn cỏ cho quý anh chị cho nó bằng phẳng đẹp nha. Đó, cái lô này thì em Thi sẽ dọn cỏ bằng phẳng cho nó đẹp. Đó, thì cái đường hiện trạng của lô đất á, cái đường hiện trạng lô đất á, là đường bê tông rộng khoảng 3,5 mét nha. Cái đường này là ô tô là chạy vào tận nơi nha. Đường này là ô tô chạy vào tận nơi, quý anh chị yên tâm nha. Đó, đường này đường ô tô chạy vào tận nơi. Đó, thì xung quanh là nhà cửa là đã có sẵn hết rồi. Ở đây có điện đường luôn nha. Ở đây có điện đường. Nhà vẫn đang mọc lên rất là nhiều. Đó. Đường hiện trạng là 3,5 mét, ô tô đi vào tận nơi. Sổ hồng riêng mua bán là chúng ta công chứng ngay nha quý anh chị. Đó. Chiều ngang của nó là hơn 5 mét nha, 5,04 nha. Chắc là cũng khoảng cho khoảng 5 mét thôi quý anh chị. Đó. Thì từ cái trụ điện này đổ qua nha. Đó, đất thì rất là vuông vắn, sổ hồng là full thổ nha, rất là đẹp. Cái này là thuộc xã Vĩnh Thạnh nha quý anh chị. Và cái kết nối tiện ích của nó cũng rất là tuyệt vời quý anh chị. Cái kết nối tiện ích của nó anh chị nghe là anh chị lên đây xong anh chị đi coi các cái tiện ích xung quanh á, thì anh chị nhìn thấy rất là thích. Bán kính 500m nha quý anh chị. Bán kính 500m xung quanh lô đất nè. Thì chúng ta có những gì? Chúng ta có cái chợ ga, là cái chợ lớn nhất khu vực nè. Cái chợ của xã Vĩnh Thạnh, chợ ga Vĩnh Thạnh nè. Rồi đối diện chợ ga là ủy ban xã Vĩnh Thạnh luôn, là bán rồi cái rồi trạm y tế cũng nằm trong bán kính 500m luôn, trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Lương Thế Vinh. Nói chung là bán kính 500m khu vực này là đầy đủ các cái tiện ích luôn nha. Chợ có, trường học có, ủy ban có, trạm y tế có, tất cả mọi thứ luôn. Đó, bán kính 500m là không thiếu thứ gì. Và đường hiện trạng của nó là đường bê tông rộng 3,5 đến 4 mét, ô tô là đi vào tận nơi. Đó, khu vực này thì nhà hiện hữu rồi, quý anh chị mua đất về thì có thể mà thiết kế xây nhà ngay. Sổ hồng là 100% đất thổ cư. Đó. Đây mà ra ủy ban thì chỉ tầm khoảng 4 đến 500 mét thôi, ra chợ ga cũng vậy, rất là gần nha quý anh chị, rất là gần luôn. Theo em Thi đánh giá thì cái giá này là rất là tốt so với khu vực này. Đó, 12 triệu 7 giá rất là ok. Em Thi đi ra đường cho quý anh chị coi. Đó. Rất là đẹp. Khu Vĩnh Thạnh này thì giá này thì em thấy là còn đầu tư được nha quý anh chị, đầu tư trung và dài hạn được. Đây là cái hướng mà chúng ta đi ra lại ủy ban và chợ nè. Đó. Đi ra khoảng 400-500 mét là chúng ta ra rồi. Đó. Hướng này thì chúng ta cũng thông ra lại kho trứng Vĩnh Thạnh nha, thông ra lại cái đường kho trứng Vĩnh Thạnh.
nó cũng thông ra là cái đường trung tâm xã. Cái đường này thì chúng ta vẫn thông ra lại được chợ ga, ủy ban, trạm y tế, trường học. Đường này cũng thông nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, nhà vẫn đang xây lên thêm đây. Đó. Lô này thì Huy đánh giá là giá em thấy là tốt nha quý anh chị. Quý anh chị xem đến sản phẩm này thì nếu mà kết, nếu mà cảm thấy thiện chí á, thì liên hệ với em Thi để em Thi làm việc giá cả. Em thấy giá này rất là tốt, quý anh chị có thể mua đầu tư trung đến dài hạn, hoặc là không là xây nhà, tại vì cái tiện ích xung quanh nó cực kỳ đầy đủ luôn. Bán kính 500m là chúng ta không thiếu thứ gì. Ủy ban, chợ, trạm y tế, trường học, rất là đầy đủ nha anh chị, rất là đầy đủ tiện ích luôn. Đó. Em nghĩ là cái khu vực vùng ven Nha Trang như là Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc thì tầm khoảng 5-3 năm nữa là sẽ hết đất, tại vì sẽ hướng tới quý anh chị xây nhà. Nên là quý anh chị nào mua để dành thì cũng rất là ok so với cái sản phẩm này. Đó. Nhà dân là hiện hữu hết rồi nha quý anh chị. Quý anh chị nhìn thấy không? Xung quanh là nhà dân hết luôn rồi. Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này á, mà anh chị 122m2 này á, quý anh chị đừng xây hết đất. Quý anh chị xây nhà ví dụ như là một trệt hai lầu đi, hoặc là một trệt một lầu thì chúng ta xây 80m2 thôi, còn lại 40m2 chúng ta có thể làm sân đậu ô tô hoặc làm vườn, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, ở đây có cái trụ ranh giới của nó là ở khúc ở dưới đây. Đó, trụ nè, nó ngang qua 5,04, nở hậu 5,06. Lô này là hướng bắc nha quý anh chị, lô này là hướng bắc nha, đất rất là vuông vắn nha, dài khoảng 23-24m. Đó, bán kính 500m là không thiếu thứ gì. Mà về Nha Trang thì chỉ có 5 cây số thôi quý anh chị, 5 cây số thôi, rất là gần. Anh chị đi xe máy hoặc đi ô tô mà về Nha Trang thì về trung tâm á thì nó rơi tầm khoảng 10 phút, rất là gần nha quý anh chị. Rất là gần luôn. Xung quanh là nhà dân ở hiện hữu hết luôn rồi. Em thấy giá này ok đó quý anh chị. 12,7 triệu 1m2 so với khu vực này, giá rất tốt nha. Giá tốt á. Giá này thì chủ là họ sẽ bao toàn bộ chi phí thuế cho quý anh chị luôn nha. Đó, nên quý anh chị yên tâm, bao toàn bộ chi phí sang tên cộng phí thuế. Đó, giá rất là ok. Khu vực này em Thi bán cũng nhiều, khu này em Thi bán cũng nhiều rồi. Thật ra thì cũng một năm mấy rồi em Thi mới lên lại khu vực này đó. Cũng do đi quay Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, rồi loanh quanh dưới Nha Trang nhiều quá mà cũng ít lên đây. Đó, sau lên đây thì em thấy mọc thêm được mấy căn nhà nữa. Em nghĩ là chắc tầm 1-2 năm nữa lên đây thì chắc là hết đất để xây nhà luôn quý anh chị. Đất là ít lại, mỗi lần lên là thấy mấy căn nhà. Hay vậy á, em đi Thi đi quay đất đi vòng vòng mà cứ đi tầm khoảng vài tháng mà không lên là có vài căn nhà mọc lên à. Đó, đây là gọi là sản phẩm vùng ven Nha Trang, cách trung tâm của Nha Trang chỉ tầm khoảng 5 cây số thôi, rất là ok nha quý anh chị, để mà an cư lạc nghiệp. Còn quý anh chị nào mua đất bên em Thi thì yên tâm, như em Thi đã nói ở bao clip rồi, đất mà có cỏ anh chị không thích là em Thi sẽ, khi mà giao dịch xong là em Thi sẽ cầm máy lên và cắt dọn cho quý anh chị rất là gọn gàng. Đó, hỗ trợ cho quý anh chị trồng trụ rào nếu như quý anh chị có nhu cầu nha, thì em Thi sẽ làm được cái điều đó hết, một tay em Thi làm luôn. Nói chung là giống như thợ đụng luôn quý anh chị. Ngoài cái việc bán đất này, quay phim review nè, làm các cái dịch vụ hỗ trợ pháp lý và sổ sách, tư vấn rất là nhiều thứ, thì em Thi cũng biết cắt cỏ nè, em Thi cũng biết đào trụ nè, em Thi cũng biết là chôn trụ, trộn xi măng, nói chung là em Thi làm hết được. Tất cả mọi thứ là ở mình hết, mình làm được hết. Đó, thì cái này là anh chị yên tâm đi, khi mà anh chị mua đó là em Thi sẽ trồng trụ cho quý anh chị luôn, hỗ trợ trồng trụ nha. Đó, còn tất nhiên là cắt cỏ là tặng free rồi, em Thi sẽ dọn mặt bằng trống cho quý anh chị luôn. Đó, anh chị mình cùng nhìn lại sản phẩm 122m2 ở Vĩnh Thạnh quý anh chị ha. 1,5 tỷ, giá rất là tốt để mà đầu tư trung đến dài hạn, mua trích tử tài sản thì rất là ok ở sản phẩm này. Lô này ngân hàng định giá cho vay cũng rất là cao nha quý anh chị, lô này giá ngân hàng cho vay cũng rất là cao. Nếu như sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng nếu như quý anh chị có nhu cầu nha, em Thi làm hồ sơ rất là nhanh từ A đến Z, hỗ trợ cho quý anh chị tận giường luôn. Đó, rất đơn giản. Rồi, em Thi quay rất là chi tiết rồi. À, quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả nha. Số điện thoại của em Thi lúc nào cũng nằm dưới phần mô tả đó. Quý anh chị kết nối với em Thi để em Thi tư vấn và giúp cho hỗ trợ cho quý anh chị để quý anh chị có thể sở hữu được cái mảnh đất giá tốt này. Đó. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em, coi như đây là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn.
Em thì cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn. Đó, chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Em thì xin phép kết thúc clip tại đây. Em thì xin chào và hẹn gặp lại.